Em xin được kính chào toàn thể quý vị các anh chị nhé, và chào mừng bác quay trở lại với kênh mua bán xe cũ có địa chỉ website là autoxe.com. Và địa chỉ bên em tại lô B3 số 17 đường Phạm Hùng, đối diện ngay bến xe Mỹ Đình các bác nhé. Các bác quan tâm đến những xe em chào bán, những chiếc máy gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại 0983132383 để được biết thêm thông tin về những chiếc xe em chào bán nhé. Hôm nay em sẽ lên một clip để báo giá cho các bác những chiếc xe em chào bán, cho các bác lắm thêm được và sắm cho mình một chiếc xe đi Tết và chống dịch các bác nhé. Em xin giới thiệu một chiếc xe đầu tiên, một chiếc Mazda 3 đời 2015 màu đỏ biển thành phố các bác nhé. Chiếc xe này bên em chào bán mức giá là 465 triệu đồng và giá cả tất nhiên rồi em còn thương lượng linh động cho các bác. Tiếp tục đây là một mẫu em Lexus ES250, chiếc xe em vừa cập bến tại cửa hàng nên chưa cập nhật giá. Chiếc xe sẽ được em cập nhật giá ở những clip sau các bác nhé. Tiếp tục một chiếc xe Mercedes-Benz đời 2015 phiên bản C300 AMG các bác nhé, màu đen biển gốc Hà Nội luôn. Chiếc xe được bên em chào bán mức giá là 1 tỷ 090 triệu đồng và giá cả tất nhiên rồi em còn linh động cho quý vị các anh chị thiện chí. Và khi đến với bên em thì tất nhiên luôn cam kết cho các bác trên văn bản là những chiếc xe bên em chào bán đều không đâm đụng ngập nước và không gây tai nạn giao thông ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm của xe nhé. Tiếp tục một chiếc Mazda 3 đời 2020 phiên bản Luxury màu xám biển tỉnh các bác nhé. Chiếc xe được bên em chào bán mức giá là 665 triệu đồng và giá cả em còn thương lượng linh động cho các bác thiện chí. Tiếp tục một mẫu Honda Thần Thánh Honda Ra đời 2018 phiên bản RS màu cam biển thành phố. Chiếc xe được em chào bán mức giá là 485 triệu đồng và giá cả em còn thương lượng cho các bác nhé. Tiếp tục xin mời các bác vào trong nhà, em còn rất nhiều mẫu xe nữa để muốn giới thiệu cho các bác. Và địa chỉ cửa hàng em luôn trực thuộc tại lô B3 số 17 đường Phạm Hùng, ngay đối diện bến xe Mỹ Đình các bác nhé. Tiếp tục một mẫu Outlander đời 2018 phiên bản 2.0 CVT màu xám biển tỉnh. Chiếc xe được em chào bán mức giá là 665 triệu đồng. Rất rẻ rồi, tất cả những xe em chào bán đều rất rẻ cho các bác. Các bác quan tâm thì cứ trực tiếp đến với em, chúng ta cùng nhau thương lượng về giá và trải nghiệm những chiếc xe này nhé. Tiếp tục một mẫu xe Hyundai Tucson đời 2019 màu trắng biển thành phố. Đây là phiên bản 2.0 máy dầu các bác nhé. Chiếc xe được em chào bán mức giá là 875 triệu đồng và giá cả còn thương lượng linh động cho quý vị các anh chị thiện chí. Tiếp tục một mẫu xe quốc dân, một chiếc Toyota Vios đời 2017 phiên bản E số sàn màu vàng cát biển thành phố. Chiếc xe được bên em chào bán mức giá là 360 triệu đồng và giá cả tất nhiên rồi em còn linh động cho các bác. Tiếp tục một mẫu xe hạng C, một chiếc Ford Focus đời 2017 bản chen màu trắng biển tỉnh các bác nhé. Chiếc xe được bên em chào bán mức giá là 490 triệu đồng và giá cả em còn linh động thương lượng cho quý vị các anh chị thiện chí. Tiếp tục một chiếc xe cuối cùng, một chiếc Ford EcoSport đời 2015 màu lâu ở phiên bản Titanium biển Hà Nội các bác nhé. Chiếc xe được bên em chào bán mức giá là 415 triệu đồng và giá cả em còn thương lượng linh động cho quý vị các anh chị thiện chí. Các bác quan tâm về những chiếc xe em chào bán thì những máy trực tiếp gọi ngay cho em qua số điện thoại 0983132383 hoặc có thể trực tiếp đến với em Nhất Huy Auto có địa chỉ tại lô B3 số 17 đường Phạm Hùng. Và một lần nữa em xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị các bác anh chị đã xem video clip của em nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.